is all about. Ngay sau khi Conor McGregor giành chiến thắng chóng vánh trước Donald Cerrone ở sự kiện UFC 246, Floyd Mayweather đã tức tốc đăng tải poster cho trận tái đấu với gã điên UFC trên trang Instagram cá nhân. Dana White, chủ tịch UFC, xác nhận đang đàm phán với Floyd Mayweather để sắp xếp màn so găng lần thứ hai dưới độc cô cầu bài với võ sĩ Allen. Tôi và Floyd đã nói chuyện tối nay và chúng tôi đang thống nhất kế hoạch. Chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau ít nhất là một lần trong năm 2020. Ngoài Floyd Mayweather, Conor McGregor cũng đặt mục tiêu so găng với tay đấm người Philippines Manny Pacquiao và phục thù nhà vô địch lightweight Khabib Nurmagomedov. Maria Sharapova khởi đầu mùa giải mới một cách đầy khó khăn khi dừng bước ngay từ vòng 1 úp mở rộng. Cô chạm trán hạt giống số 19 là Donna Vekic. Tâm lý thi đấu không tốt đã khiến Masha gác vật với tỷ số 3-6 và 4-6. Phát biểu sau thất bại, búp bê Nga cũng ngỏ khả năng không tham dự úp mở rộng vào năm sau. Ở diễn biến khác, Rafael Nadal dễ dàng giành vé vào vòng 2 sau chiến thắng 6-2, 6-3 và 6-0 trước Hugo de Lange. Trước đó, Novak Djokovic cũng giành quyền đi tiếp khi khuất phục Jean-Lennard Struff với tỷ số 7-6, 6-2, 2-6 và 6-1, qua đó trở thành tay vợt thứ 6 trong lịch sử cán cột mốc 900 trận thắng. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại úp mở rộng, Alex Benkitrick đã nhờ một cô bé nhặt bóng bóc hộ quả chuối bởi hai bàn tay của anh bị phồng rộp và dán băng. Hành động của Benkitrick vấp phải sự phản đối từ trọng tài chính umpire. Theo Plum, đã là một hành động tế nhị và vị trọng tài này đã yêu cầu Benkitrick tự làm việc này. Đoạn video về sự việc đã được nhà báo Alex Theodoridis đăng tải trên Twitter. Đa số chỉ trích Benkitrick về hành động thiếu tế nhị và thô lỗ này. Mới đây, Ferrari xác nhận đã chiêu mộ thành công Arthur Leclerc, em trai của Charles Leclerc, tay đua vừa ký hợp đồng đến hết mùa giải 2024 với đội đua Ý. Được biết, Arthur đã là học viên thứ 9 của học viện trẻ Ferrari trong năm 2020. Hiện tại, Arthur Leclerc sẽ tranh tài ở Brema Power Team, một giải đấu dành cho các tay đua trẻ trước khi lấy bằng lái F1. Đây cũng là hành trình mà anh trai Arthur đã đi trước đó. Charles Leclerc cũng từng là một học viên xuất sắc của học viện trẻ Ferrari trước khi tỏa sáng tại Alfa Romeo và sau đó ký hợp đồng với đội đua nước Ý. Trận đấu được mong đợi giữa Lakers và Boston Celtics đã khép lại với kết quả ít ai ngờ tới khi LeBron James cùng các đồng đội phải chịu thất bại cách biệt 107-139 trước đại kình địch. Sự trở lại của Anthony Davis là không đủ để giúp Lakers chống đỡ Celtics trong ngày thi đấu mà đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn từ tấn công đến phòng ngự. Jason Tatum dẫn đầu danh sách ghi điểm với con số 27, trong khi Kemba Walker đánh dấu chiến thắng đầu tiên sau 28 lần đối đầu với King James bằng việc ghi 20 điểm. Về phía Lakers, không một ai sở hữu trên 20 điểm. Trong đó, LeBron James đạt double-double với 15 điểm và 13 kiến tạo. Với mong muốn khắc phục thảm họa cháy rừng tại Úc, MBK, đội trưởng team CSGO của OG, đã tổ chức hai buổi livestream gây quỹ từ thiện thông qua tổ chức Australia Zoo Wildfire Warrior. Quỹ từ thiện này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều game thủ, trong đó có Notel, đội trưởng của nhà vô địch The International 9, team OG. Cụ thể, tuyển thủ kiếm được nhiều tiền thưởng nhất từ eSports đã quyên góp 3.000 euro. Hiện tại, MBK đã quyên góp hơn 11.000 euro và con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa trong tương lai. All-Star 2020 là show match đầu tiên tại Việt Nam quy tụ 14 ngôi sao sở hữu kỹ năng cá nhân hàng đầu đấu trường danh vọng. 14 siêu sao làng liên quân Việt Nam sẽ được chia thành hai đội, Tùng Hỏa My và Huy Popper. Show match sẽ diễn ra trong 3 vòng với các thể thức hoàn toàn khác nhau. Vòng 1 là solo 1-1, vòng 2 là chế độ sát thủ xạ thủ pháp sư và vòng cuối là 5 năm thể thức BO3. Hai huấn luyện viên sẽ quyết định đội hình thi đấu cũng như chiến thuật tại khâu cắm chọn. Hai đội sẽ thi đấu 3 vòng tính điểm. Đội có điểm số cao hơn sau 2 vòng sẽ được quyền rút thăm lợi thế cho đội của mình ở vòng 3. Show match sẽ có tổng cộng 3 tập và sẽ được công chiếu trên các kênh sóng Garena Liên Quân Mobile trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020.